Góc cho nàng nghe thật là đẹp xin được tango. Lãng mạn nhiều pháp vừa thích với đủ vàng, để tự mình ngọt như là mango. Tiền đang cà phê thì cả túi và trang sức, để trong nàng sắc sỡ như là sang hô. Việc gì làm khó tình anh credit no. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Gờ Cơ Thủ Family. Và đây là kênh YouTube hoàn toàn mới. Hy vọng rằng các bạn có thể yêu thương và che chở cho kênh YouTube Gờ Cơ Thủ Family. Và mỗi bạn ủng hộ mình bằng một nút like nha. Một nút like và một nút đăng ký kênh để giúp cho kênh YouTube ngày càng phát triển hơn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Làm sao mọi người ủng hộ mình giúp clip này đạt được 1.000 like đi. Đấy, chỉ cần được 1.000 like thôi là cũng đủ cho bản thân của mình cảm thấy rất là ấm lòng rồi. Là biết là các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng mình như thế nào rồi. Ok, quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Tại vì sao lại xuất hiện cái biệt đội này? Hôm trước thì mình có đọc được một cái comment của một bạn khán giả. Bạn ấy có chat là lục tung cả YouTube lên mà không thấy biệt đội Samurai. Mình đọc được comment xong là mình sắp xếp là đưa đến cho bạn ấy luôn, đó chính là biệt đội Samurai nhé. Không chỉ đưa đến cho bạn ấy luôn mà còn đưa đến cho tất cả các bạn khán giả khác nữa để chiêm ngưỡng qua về biệt đội Samurai. Và đây là biệt đội Samurai đến từ đất nước Nhật Bản. Đó, các bạn thấy xịn sò chưa? Và trước khi bắt đầu, trước khi giới thiệu qua về từng thành viên thì các bạn có thể để ý qua cái tên nick này bây giờ đã được đổi thành như thế này rồi đấy các bạn. Dù sao thì mình rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành ủng hộ cái siêu thị của mình nhé. Khi mà mình đã đổi sang cái tên nick như thế này thì các bạn biết là cái siêu thị của mình nó vẫn còn hoạt động. Cần gì trao đổi thì các bạn cứ nhắn tin lên fanpage Gờ Cơ Thủ Family là bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nhé. Đó, thế nên là hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ siêu thị của mình. Ok, đấy cái tên là quá nổi bật đúng không nào? Để cái tên như thế này là quá nổi bật. Quay trở lại với trận đấu. Đây rồi, Vera đây rồi, Vera bốc hơi một mạng. Tổng cộng mình cũng đã được hai mạng đó nha mọi người. Trong trận đấu ngày hôm nay thì có sự xuất hiện của 5 Samurai. Cụ thể hiện tại mình đang chơi đó chính là Ryoma trong bộ trang phục Samurai huyền thoại. Ngoài ra thì mình có Richter thần kiếm Susanoo, có Van Hên xạ thần Kakashi, Jill diệt nguyệt tử sĩ. Ngoài ra còn có Malok Samurai tử sĩ nha mọi người. Đây là về biệt đội Samurai. Chúng ta còn thiếu mất 2 bộ trang phục nữa. Nhưng hiện tại thì liên quân chúng ta một team ấy chỉ có 5 thành viên thôi mình. Vậy nên mình cho 5 cái bộ trang phục này vào nhá. Chúng ta còn thiếu mất cái trang phục Samurai của Volcat nữa các bạn ạ. Còn một thanh niên nữa mình cũng quên mất rồi. Để đổi Butterfly rồi, ảo tưởng à? Ảo tưởng sức mạnh này siêu việt, trời ơi. Chưa gì là xanh như thế này rồi, team mình đang áp đảo hoàn toàn đấy các bạn. Đây là biệt đội Samurai, vậy nên cách chơi nó cũng rất là mạnh mẽ nha. Hơi bị buồn bởi vì từ đầu trận đấu đến giờ team mình chả phản ứng gì cả. Đáng ra khi mà bắt gặp một biệt đội Samurai nó ngầu đét như thế này thì phải phản ứng, phải khen hoặc là chê. Như vậy thì mới tuyệt vời, thì mình cũng dặn các bạn rồi. Nếu như mà các bạn có bắt gặp mình, các bạn có săn được mình trong một trận đấu chẳng hạn, các bạn thấy mình đang làm biệt đội thì chẳng hạn, thì các bạn nhớ nhớ gọi là comment, gọi là chat tích cực giúp mình nha. Ấy, bây giờ thì mọi người nếu mà phát hiện mình trong game ấy, mọi người nhìn thấy tên như thế này trong game này, ấy thì mọi người nhớ chat nhiều vào. Đấy là mình đấy, khi mà mình làm biệt đội đấy các bạn. Đấy rồi, hàng đây chứ đâu, chạy đi đâu. Này thì phà lo, ui sổ ôi, ngon quá các bạn ơi, vét hết. Thêm cả Van Hên, tiếp cận Van Hên, thịt nốt Van Hên. Quánh cho cái nữa, triple kill. Đây là triple kill chứ còn gì nữa, 6 mạng. Biệt đội Samurai, nghe đến Samurai thôi các bạn đủ biết. Đây là một cái gọi là văn hóa đến từ đất nước Nhật Bản rồi. Đấy, Samurai, khi mà các bạn nhìn đến những cái bộ trang phục ngày hôm nay sử dụng kỹ năng hoặc là chiêu cuối như thế nào ấy, sẽ xuất hiện ra một vị thần Samurai đứng ở đằng sau lưng. Chỉ là cái bóng thôi nha mọi người, chỉ là cái bóng thôi, cái bóng rất là sáng. Ví dụ như Ryoma chẳng hạn hoặc Richter chẳng hạn, kích hoạt chiêu cuối thì sẽ xuất hiện Samurai nha. Đấy, và cái tạo hình thì nó cũng rất là giống nhau. Đấy, thịt đua này, Vera này, Vera cũng hy sinh nốt Butterfly vào đây. Ôi dồi ôi, Butterfly cấp độ 5, mình cấp độ 7. Trong khi đó Butterfly là người đi rừng team địch, chênh lệch quá nhiều với cấp độ các bạn ạ. Butterfly không biết có dám vào rừng hay không. Mình vẫn đang chờ đợi đây.
Ủa, không dám vào rừng nữa à? Trời đất ơi, mình đợi suốt từ vấn đề đến giờ mà không dám vào rừng luôn. Các bạn còn yêu cầu gì nhớ để lại comment bên dưới giúp mình nha, mình sẽ đưa đến cho tất cả các bạn. Đây rồi, Rui lẫn cả Vanen còn lên rất cao. Bắt luôn, bắt lẻ luôn. Ui, đã thật sự các bạn ạ, chọc cái thốn cực kỳ. Chiêu 2 của Ryoma được gọi là nhất kích tất sát, mà khi mà đã căn đủ tầm, chọc đủ xa rồi có thể làm choáng và gây sát thương được vô cùng hiệu quả. Kèm theo cái chiêu cuối nữa đó chính là loạn trảm. Đấy, trông loạn trảm vậy thôi là Ryoma chọc được rất nhiều phát kiếm về phía trước ấy, nhờ cái chiêu cuối đấy các bạn. Chiêu cuối được gọi là loạn trảm mà. Chiêu cuối Ryoma loạn trảm, các bạn đừng nhầm với ảo ảnh trảm của Murat nha. Lại là Butterfly, trời ơi. À, nháy đèn, ui trời căng đét, nháy đèn với chúng tôi nửa cây. Từ từ nó gọi thêm cả Floor. Gọi Floor thì chả nhẽ mình không biết gọi người Malok thì mình cũng đã tới nha. Samurai tử sĩ Malok đã tới. Đấy, kết hợp cùng với Ryoma Samurai huyền thoại. Hủy diệt luôn. Này thì Floor này, thêm cả Vera này. Floor hy sinh này, Vera hy sinh này, double kill. Đâu rồi, nháy đèn đi, nháy đèn đi. Ui giời ơi, Butterfly nằm xuống mất rồi. Sao không nháy đèn nữa bạn ơi? Team địch hiện tại là trận đấu này đang bị gọi là chia cắt hoàn toàn rồi, bởi vì team mình đi gank là team địch không kịp farm luôn. Không có cơ hội farm luôn các bạn. Feed mạng liên tục. 13-3. Đây là phong cách ngày hôm nay mình cũng đưa đến cho mọi người phong cách làm sao lên dam cho nó được nhiều nha mọi người nhá. Bởi vì là mình nhận thấy qua team địch cũng không quá trâu đâu, team địch làm gì có tướng trâu đâu, toàn chất tướng máu mỏng thôi. Làm sao đưa đến cho người một combo một mạng gọi là dứt điểm hoàn toàn luôn ấy. Chờ xem có ai đi qua hay không. Ôi dồi ôi, đây rồi, Butterfly, thịt luôn Butterfly. Ui lại nằm xuống. Mất cả bùa, mất cả mạng, chắc là không cay đâu. Chắc là không cay đâu. Hy vọng rằng tương lai Liên Quân chúng ta ra mắt đủ 10 bộ trang phục Samurai nhá. Thì lúc đấy mình sẽ tạo ra hai team, chứ không phải nhỡ nhàng như thế này. Nhỡ nhàng như thế này là mình tạo ra một team Samurai mà còn kiểu thiếu mất thành viên đấy các bạn. Thiếu mất hai bộ trang phục Samurai, mình nhớ không nhầm là hai bộ. Một bộ của Volcat với một bộ của con tướng nào nhỉ? Mình quên xứ nó mất rồi. Quên mất rồi các bạn. Đấy, căn bản là làm clip về biệt đội lúc nào mình phải chọn lọc. Mình thấy 5 bộ trang phục này là 5 bộ trang phục đẹp, vậy nên mình cho luôn trong game. Nhưng nói chung là có hai bộ trang phục là không có hiệu mính về, hơi buồn. Đó chính là Diêu Diệt Nguyệt Tử Sĩ với Malok Samurai Tử Sĩ, chỉ là bộ trang phục bậc S mà thôi. Đây là mạng thứ 12, ăn mạng quá đơn giản. Đường trên đang có Nho Nhen Nino. Vâng, Nho Nhen Nino đang quẩy rất sung. Nho Nhen Nino gặp mình tắt nắng chứ còn gì, trùm cuối là Samurai huyền thoại đây. Đây là Samurai huyền thoại. Này thì Nho Nhen Nino, trời ơi, múa đi. Múa đi bạn ơi, ui phun hoa xịt này đánh đấm cái gì. Thì lên mà điểm số thần thánh. Các bạn để ý kỹ qua về tên gọi của biệt đội Samurai nha. Từng thành viên có tên gọi nghe rất kêu, nghe rất là kêu và nghe rất hay. Samurai huyền thoại, Samurai tử sĩ, rồi xạ thần Kagutsuchi, thần kiếm Susano. Đấy, nghe đúng kiểu Nhật Bản. Rồi diệt nguyệt tử sĩ, nghe đúng chất Nhật Bản luôn. Hiệu kỹ năng của những cái bộ trang phục Samurai này thì nó cũng tương đồng, nó cũng giống nhau về màu sắc theo người. Về màu sắc nó cũng giống nhau đấy. Bây giờ mình cân 2 cho người xem này. Cân 2 luôn này. Butterfly này, thêm cả Vera này. Đã bảo cân 2, ôi Vera đứng im chờ chết luôn các bạn. Ôi, người ta gọi là buông tay đầu hàng rồi. Rồi, kèo Nho Nhen Nino. Vâng, Nho Nhen Nino. Nho Nhen Nino. Múa rất gắt, được cái tì tạ yếu nhanh em tân đông. Phát lấy mình yếu máu, được cái đồng đội của mình bọc lót rất nhanh. Team Samurai nó phải thế, nó phải có sự đoàn kết nha. Mình thấy là team địch là không có sự phản kháng trong trận đấu này rồi các bạn ạ. Trận đấu này có vẻ là dễ dàng hơn so với team mình. Thật ra thì chất tướng của biệt đội Samurai toàn chất tướng khỏe nhá. Mình làm clip như thế này để cho mọi người xem được về những cái biệt đội nào là biệt đội khỏe, biệt đội nào là biệt đội yếu, biệt đội khỏe này các bạn nhìn thấy ngay từ đầu game team mình ép như thế nào, team mình toàn chất tướng mạnh đầu game rồi. Các bạn thấy Van Hên, người Ryoma, Richter toàn chất tướng mạnh đầu game về đây ép rất sung. Thế nên đây được gọi là biệt đội rất khỏe giai đoạn đầu trận đấu nha. Không thể nào chê là team địch yếu được, mà đây là trách biệt đội Samurai khỏe quá. Đó. Và đây cũng chỉ là một trận đấu thường mà thôi, thì mình cũng luôn trình bày các bạn rồi. Đó là lý do nếu như đấu danh ấy, chỉ sợ là team địch pick mất, hoặc là team địch cấm mất một trong những vị tướng thuộc Samurai, thì mình lại không đủ team. Đó, thế mong các bạn thông cảm giúp mình nha.
ấy, còn có những trận đấu rất là khó khăn. Khó khăn là vì biệt đội của team mình nó yếu chẳng hạn, chất tướng yếu chẳng hạn, nhưng biệt đội Samurai ngày hôm nay thì quá khỏe, hủy diệt được ngay, quét sạch team địch rồi. Ok, kết thúc trận đấu thôi. Các bạn còn ý tưởng gì thì cứ để lại comment bên dưới giúp mình nha. Mình sẽ đưa đến cho mọi người nhiều clip thú vị hơn nữa. Và đừng quên, hiện tại siêu thị của mình vẫn hoạt động. Siêu thị của mình vẫn hoạt động thì các bạn có thể ủng hộ và có thể ghé qua fanpage của mình. Nếu như mà các bạn nào muốn mình hỗ trợ gì thì mình sẽ hỗ trợ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Bye bye.